Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại khu di tích lịch sử Vàm Nhật Tảo, xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ, Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức tổ chức lễ kỷ niệm 151 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đến dự lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng và những đóng góp to lớn của người anh hùng Nguyễn Trung Trực cho đất nước và quê hương Long An. Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Địch, sinh năm 1838 tại xóm Nghề, thôn Bình Nhật, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An, tỉnh Gia Định, nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi thực dân Pháp chiếm các tỉnh Nam Kỳ, ông là một trong những người đầu tiên ở Nam Bộ phất cờ khởi nghĩa, tụ họp nghĩa quân kháng Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19. Ngày 10 tháng 12 năm 1861, dưới sự giúp đỡ của nhân dân và hương chức làng Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân đốt tàu chiến Esperance, được xem là hiện đại lúc bấy giờ của thực dân Pháp. Sau trận đánh, Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp, lập nên những chiến công vang dội. Trong đó, điển hình là trận đánh đầu tiên nghĩa quân chiếm được trung tâm đầu não địch trong 5 ngày ở Kiên Giang, rồi rút ra Phú Quốc lập căn cứ chống Pháp lâu dài. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Mậu Thìn, thực dân Pháp xử chém ông tại Rạch Giá. Trước lúc hy sinh, Nguyễn Trung Trực đã thể hiện khí tiết của mình bằng câu nói bất hủ: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Để kỷ niệm 151 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, nhằm ngày 11 đến 12 tháng 9 âm lịch, với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và nét văn hóa vùng đất Nam Bộ, thu hút hàng chục ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia tưởng niệm. Họ đến đây mang theo lòng ngưỡng vọng đức độ của chị anh hùng áo vải yêu nước, cùng với đó là những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh của lòng dân. Tại lễ dỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực, không khó để bắt gặp những hình ảnh ý nghĩa như người khác được phục vụ nước, hàng trăm nghìn suất ăn luôn sẵn sàng và tất cả đều miễn phí. Nói là năm nào lễ của Nguyễn thì đoàn chúng tôi lại từ thiện xuống đây nấu cơm chay đẩy lễ lễ ông cụ Nguyễn đó, và cầu mong cho ông dân làng cho bình yên. Tôi tới đặng mà tôi mong cho bá tánh ăn uống vui vẻ, đừng về mà ăn cho sung túc, cho được mạnh khỏe. Nhiều năm qua, lễ dỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã trở thành ngày hội lớn của bà con miền Tây nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Đây là ngày hội của lòng tôn kính, biết ơn đối với một nghệ sĩ anh dũng, kiên trung yêu nước, hết lòng vì đồng bào dân tộc. Mỗi năm, lễ kỷ niệm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh cũng là dịp để những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy ngày càng lan tỏa.